Sáng ngày 19 tháng 4, trên quốc lộ 1A theo hướng Nam Bắc, đoạn từ thị trấn Cẩm Xuyên ra thành phố Hà Tĩnh, xuất hiện một chiếc xe bán tải màu đen mang biển kiểm soát 38C07778, chở 3 cháu bé sau thùng, 2 gái 1 trai, khoảng chừng từ 8 đến 12 tuổi, phóng như bay với tốc độ 90 km/h, khiến người đi đường không khỏi thót tim. Dọc đường, chiếc xe này vượt qua các loại phương tiện chạy cùng chiều. Đặc biệt khi đi qua một chiếc cầu do chạy với tốc độ cao, chiếc xe sốc mạnh khiến các cháu bé bị xô lên, làm cho người đi đường khiếp vía. Bất kỳ ai chứng kiến đều cho rằng tài xế này quá liều lĩnh, hành động quá nguy hiểm, xem nhẹ mạng sống của con người và coi thường pháp luật. Hiện đội trưởng đội tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin, hiện đang phối hợp với đội xử lý vi phạm truy tìm tài xế nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.